Tình mình lúc này đang chơi dở, mình mặc cái áo khoác để điều hòa 24 độ không bắn được. Dạo này người nó hơi tăng cân một chút nên là cái áo nó cứ chật chật. Cởi ra một cái tôi nó khác hẳn ngay. Vảy ba dép cứ như là vảy rau như thế này cơ mà. Đứng nhìn đâu rồi vãi cả trưởng, có hero rồi. Dung non một viên vào đầu không chết. Úi, cái gì đây? Người ta ăn có 5 kill thế mà làm gì mà căng. Mày sang đây nhấp nháy à? Đó. Vào đây, ui giời ơi, một phát multi nó đi vào lòng người. Cầm diều VIP. Ôi diệt kìa, tự rơi. Bạn ấy khá là thông minh. Bởi vì nó biết nó sang đây là nó ăn glock VIP vào mồm ngay. Mày chết này rồi nhấp nháy. Rồi, bạn đừng tưởng bạn nhảy xịt là bạn thoát bạn ạ. Chạy đi đâu cho trời hết lắng bây giờ. Mày vào đây rồi, mình xã giao cái. Một phát thôi, đi ngay. Úi giời ơi, tiếng bước chân. Cứ biến hero cho nó lành. Hết thời gian rồi, không biết đường nào mà lần đâu. Chơi cái lick của ông ca Dũng Dê này nó nhiều đạn thật đấy. Băng kích zoom nó gọi là ầm ầm. Nhưng mà chúng nó chém kinh quá, định mệnh không đổi tên được. Cứ vào là chết, cứ vào là dơ bạt ra trong chúng nó băm như cái thớt thôi. Và là mình cứ chơi một hiệp rồi mình té. Úi giời anh tôi, kinh quá. Vâng anh cứ như là flash như thế này thì em chịu thôi. Cứ tay bắn điện cứ xoẹt xoẹt nè. Làm gì? Mày chết chưa? Ba Z đằng sau của tao nó cả đàn kia kìa. Anh em đông quan hệ rộng nó thế đấy. Ở ba Z Eternal này công nhận nào nó đẹp thật. Con rồng nó ngậm viên ngọc thì không lẫn đi đâu. Ui tôi bạn ơi, yên tâm mình hiểm trợ. Còn mấy khẩu Glock VIP này nữa nó chỉ cho đẹp đội hình thôi. Khẩu này mình thấy chỉ có tác dụng trong bắn zoom. Chứ còn bắn người ấy, thì chúng ta không nên sử dụng. Bởi vì biết là nó auto thật thì các bạn dã cả băng chưa chắc nào cái thằng nó có giáp, có giáp đầu, giáp người nó chết đâu. Mày đứng im này. Đứng im nữa là em xin luôn. Cái thằng này vào đây. Đục thùng, ba Z là phải đục thùng. Cứ vào đây, đạn mình đi này, hơn 300 viên đi này. Bạn vào đây mà chiếm lấy cái thân thể mình đây này. Ui ui, mày nhảy kinh quá. Chết luôn. Ui. Ui giời ơi. Zoom bài cứ gọi là tít mắt. Khẩu này nó bắn kìa, phê lòi. Súng lục đấy. Nó là súng lục đấy. Nhưng mà nó cứ lai súng trường như thế này thì Zoom làm sao mà chịu được. Anh Zoom ơi. Vì nó yếu thật. Nhưng mà cái lượng đạn nó bù đi cái uy lực. Mày sang đây. Mày sang nữa đây. Đó. Nhảy lên nào. Bay cao nào, quẩy cao nào. Nào, nhảy cùng tiên zombie. Đồng quá, một viên 13 này. Bây giờ rút khẩu 3Z ra nó cũng khó. Úi trời ơi, nó gọi là cả đàn. Úi trời, cho mày có choáng này. Hay nhắm đôi bắt bồ câu lại. Úi. Rồi rồi rồi, choáng rồi. Anh Tơ đang hiện màn hình trắng xóa. Đập máy ầm ầm gọi chủ quán. Anh ơi, máy em nó làm sao này. Nhiễm vi rút rồi. Định mệnh bọn này đuổi. Đuổi dài vãi cả trưởng như đỉa vậy. Rồi, mình sang đây, này, đuổi đi. Này thì mày đuổi này. Mày đuổi hộ tao cái rồi. Hết thời gian vào đây. Ui, mày thế. Bố thiệt sư thằng Tư tí nữa thì nó vỡ mồm. Quá đúng kịch bản. Định mệnh ăn xong một hiệp thôi. Giờ mình chạy. Thế cho nó lành rồi. Không ai thủ ghét ai cả. Các bạn ở trong phòng cứ gào thét tên thằng Tiền thôi. Nhưng mà nó mút được một trận rồi thì nó cao chạy xa bay rồi bạn ạ. Thôi 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 anh ơi. Rồi anh Diệt ơi. Mày định làm gì? Cứ để người ta phải rút súng lục ra. Úi giời, cái định mệnh các bạn có thể nhìn thấy khẩu súng lục là nó bắn như kiểu máy khâu vậy. Đạn tương ra cứ như là kim xiên vào vải. Mày thằng này nó khôn thế nhỉ, nó không như cái thằng vừa nãy. Mình đục một phát là nó chết luôn rồi. Rồi té cho lại. Công cuộc là an dân định thiên hạ bây giờ là mới bắt đầu đây này. Đứng ở đây đâu không bố con thằng nó biết. Đây này. Mày đi đâu? Rồi ba Z nó vẫy kinh quá. Úi giời ơi, Tiền ơi. Dạo này bán ba Z kinh quá cơ. Cái băng dính ở giữa màn hình nó cứ gọi là mút chuột chuột vậy. Ngày xưa đi ngồi quán nét điều kiện nó không cho phép mang băng dính, sợ bố mẹ nghi. Bây giờ ngày trước là chỉ có nước bọt thôi. Còn bây giờ là mình tự tin mình dán băng dính cái màn hình rồi. Không mua con thảo nó chửi cả. Ồ, nó thùng hàng kìa bạn ơi. Bạn Tơ thằng thùng bọn thùng hàng nó đúng hơi đông đông đấy. Mà sao bạn cứ ra đây làm cái gì? Ra đây bạn chém được ai? Khó. Mày chết này. Nữa nào rồi con phốc này nó đứng đây nó không là có kỹ năng đấy. Thì nó mới tự tin nó đứng ngoài này nó đi săn. Ông cứ chọn một chúng nó thì chém bao giờ mới chết được người. Mày nữa này. Úi trời ơi khó chưa kìa. Định mệnh nhìn thấy mình ăn là tớn hết cả mắt lên. Bắn con zoom lon. Chả để ý gì xung quanh cả.
Ui thằng hủy diệt rồi, nhấp nháy rồi, may quá. Ui giời ơi, tí nữa thì hết hồn đấy con lợn này. Ui kìa 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 kìa. Ui bình tĩnh thôi. Thôi anh ơi, vợ trẻ con khôn đang ở nhà anh ơi. Mày sang đây thì mút bom vào mồm. Rồi một thằng do cái thói tham ăn tụng uống, cứ nhìn thì mình ăn là nhồi lấy nhồi đẻ vào mồm, bảo sao mà lại không chết. Rồi chạy rồi chạy rồi. Mình vẫn đang rất tự tin với khẩu Glock này. Glock 18C chứ. Nằm đi đấy. Mày lên đây rồi. Thằng nào nữa? Thằng nào nữa biến hero tôi cho các bạn cay. Ôi dài ơi. Cứ nhìn thế này là sướng này. Ôi mình sẽ chơi lốt hiệp này rồi nhá. Để mày các bạn à, mình làm clip bây giờ nó khá là mệt rồi. Hò hét nãy giờ. Lúc đầu ấy là mình cũng có làm clip một phòng, nhưng mà do mình hò hét tầm 2-3 tiếng đồng hồ và không ăn được một cái phát nào hết, nên là mình nghĩ là cái cách này cứ chơi xong hiệp là mình chạy. Thế thôi. Cứ vào nó săn mình kinh lắm. Không phải là ghét các bạn hay gì, nhưng mà cứ thằng nào nó chém trên mình xong nó chửi. Ui giời ơi, tưởng thằng tiền thế nào. Gà và lờ. Xong nó định bệnh còn là một thằng hai thằng chửi từ ốc thế. Thế thôi, mình mới nghĩ ra một cái cách chiến thuật nó đầy tinh tế này. Nó không ăn được thì mình chạy. Y tá kìa. Ôi, cái gì đây? Ôi bạn ơi, chém cái bọn quay tay trên kia kìa. Đi săn mấy cái thằng này làm cái gì? Khổ lắm cơ. Chẳng này hơi ít rôm nhỉ. Một phút ba mấy rồi mà có ba con rôm này. Này trận này mình hiến máu nhân đạo này. Cho nó chém mình. Thôi đi hiến máu đi. Đằng nào mình mất giáp rồi. Mất giáp là khó có những pha hay lắm. Thôi bạn ơi, mình ra chơi mình này. Thôi ăn đi, mình ra mình yểm trợ các bạn. Mày nhìn cái bọn chi kia nó ăn kêu mà mình xót ruột lắm. Bởi vì bố mẹ mình sinh ra mình đã là một người có đầy tinh thần nhân ái, yêu đồng bào và yêu những người xung quanh mình. Bọn mày đứng ở trên đây từ nãy giờ rồi đấy nhá. Định mệnh cái thằng Bizon kia. Người ta nên chém đông zone mà bắn. Có sướng đâu. Úi giời ơi. Ta lên đây, ta lên đây. Úi giời ơi. Mày mà định mệnh thôn sơn vít. What the fuck. Nó đứng tên thì em chịu thôi. Bắn cũng đi được. Thằng này đó. Mày Bizon này từ nãy giờ bắn tao này. Thằng này rồi, đó làm rồi. Đã mang thân hình dòng máu đỏ. Và bây giờ em quyết tâm là mút tất bọn này. Mày vẫn ở đây ăn cái giáp. Rồi ba hero. Còn cái hai mấy giây này thì đánh đấm cái gì. Mong mà cho nó chơi nhìn nha. Cho nó chơi nhìn cho mình. Rồi sang đây sang đây. Ui giời. Nó khôn vãi cả trưởng ra. Thằng này tôi nói thật nha. Hồi bé kể cả ngã đập đầu đất xuống đất là không bao giờ bị ảnh hưởng đến lão. Nó khôn quá mà. Nào. Mày chơi tao hả mày. Mày chơi 3.000 đội. Mày thôi em chịu tê. Thôi mình cũng dừng clip đây thôi. Từ từ anh em đừng vội tắt clip. Bây giờ sẽ là bản tin buổi tối cùng tiền zombie V4. Hôm nay trời không lặng không mưa. Biển có lúc động lặng động nhẹ và có lúc không động đậy. Vâng, hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu một chút về bản update này nhá. Lần này mình thực sự nó là một cái làn gió mới. Một làn gió kiểu như là đang hơn thị lở mà lại gặp một dạng hot girl ấy. Đang có những cái khẩu súng mà bắn mấy năm trời rồi. Bây giờ tiên đùng một phát xa những cái báu vật nó siêu hot. Nhất là cái bộ Eternal Dragon. Hôm nay mình cũng đã làm xong khẩu 3Z cho các bạn rồi. Còn cái xẻng nữa thì mình nghĩ là nó đáng được ở một clip riêng. Mình sẽ cầm đi cận chiến nhà hòm này, hôm nay là cầm theo một cái khẩu súng nào đấy để cover cứ zoom nhấp nhánh ra là vã lia lia, vã cho không kịp thở luôn. Rất là thích. Cũng lâu lắm rồi mình có lấy được cái tâm trạng mà chơi CF nó như thế này. Khá lâu rồi. Hơn 1.000 clip đột kích, quá là nhiều súng. Và bật mí cho các bạn một chút là những cái clip tiếp theo ấy, mình sẽ có một clip đó là mình sẽ review up CF VIP nhất hiện nay với 205 VIP của một anh đã cho mình mượn để làm clip test cho các bạn thưởng thức thôi. Không biết 205 VIP nó khủng khiếp như thế nào, bởi vì up VC hiện nay của mình ấy nó chỉ có 98 VIP thôi, một con số khá là khiêm tốn so với bây giờ. Chị định mà nhìn lại mình cái trai thế. Tôi biết nhiều ông nghe tôi nói là muốn táng mà tôi muốn đi like đấy. Nhưng mà anh em
đừng quên nhấn like và comment nêu ý kiến của mình ở phía dưới nhá. Các bạn muốn mình làm khẩu súng gì tiếp theo, thể loại clip như nào, đời sống chẳng hạn, thì hãy cứ comment đi, cứ nhiệt tình đi, bởi vì kênh chat của Tiền Zombie là dành cho tất cả mọi người. Còn thằng nào mà comment bố láo thì mình ban luôn, chắc chắn là sẽ không chat ở lần 2 rồi. Bye bye, hẹn gặp lại các bạn ở những clip tiếp theo.